Xin chào các bạn, hôm nay mình xin chia sẻ các bạn hai trận đấu hay của thiên tài Trần Với. Mà lại xem trận đầu tiên, Trần Với cầm đen thủ hậu gặp Hớ Kim Thành cầm đỏ đi tiên. Trận đến gần hấp dẫn mà lại thưởng thức.将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。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 
将军。将军。将军。将军。将军。将军。
将军。将军。将军。将军。将军。Sát cục trên đây thì Hứa Kim Thành buông cờ nhận thua, mà bạn xem tiếp trận thứ hai, Trần Quế cầm đen thủ hậu gặp Lê Thiên Dĩ của Trung Quốc cầm đỏ đi tiên, mời bạn thưởng thức.
将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。将军。Chơi đến đây thì Lê Thiên Dĩ cảm thấy kém quân kém thế nên đã buông cờ nhận thua. Video mình xin kết thúc ở đây. Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích, bạn đừng quên bấm đăng ký, bấm chuông.
mình sẽ tìm video hay nhất và mới nhất để phục vụ các bạn. Xin cảm ơn các bạn, xin chào các bạn ở đây và các bạn ở video sau.